Xe là phần bộ nồi Vinh Thái anh. Chào anh em AB nha, giới thiệu với anh em cấu hình là bộ nồi Thái. Xe này chạy dạng là thuộc nồi lì nồi nha. Sáng nay mình sẽ review sơ qua cho anh em tham khảo rồi mình cho anh em cấu hình cái nồi Thái bên độ xe Việt Nam luôn. Thì cái nồi này đang xài bố nhỏ nha, bố ngắn nè. Đó thì tình trạng là chạy thuộc nồi lì nồi nha. Là phần cái chuông bị sọc chuông ha, chuông bị sọc thiết nha. Đó. Hai nhôm nồi chủ xe thì bị là mòn lõm xuống nè ha. Còn bi thì bị là mòn hết tròn nha, mòn quắc rồi. Kẹp trượt thì mòn hả miệng nha. Lọc gió thì nó quá dơ luôn rồi đó. Thì cái bên này thì mình sẽ làm tiết kiệm vũ xe luôn, gồm phần cái nồi sau nè, nồi sau là đi chuông nồi Vinh Thái nè, mới làm trong xe ha. Đó, đi phun là chủ xe là phần bố Thái luôn, 1, 2, 3 ha. Anh em để ý cái bố Thái này sẽ là bản lớn của bố nhỏ, bố chủ xe thì chỉ bằng nửa của bố mình thôi đó. Đi phun bố Thái cho bền luôn, phun nguyên cùng mới luôn nha, không có đi là dán bố ha. Rồi cái phần cái nhôm nồi chủ xe thì là mình thay được phun Thái luôn, hai như nồi Vinh Thái mới trong xe đó, với sơn nguyên trắng đẹp nha. Rồi phần cái bi mình sẽ đi là bi bando Nhật cho nó ngon, còn mà bi cũ mình không có đi nha, bi bando Nhật chủ xe ha. Kẹp trượt Vinh Thái nè, bạp trượt mới nha. Rồi lọc gió theo gió Vinh Thái luôn, lọc Vinh Thái nha. Đó, chút nữa sẽ khui bịch này ra để gắn cho chủ xe luôn. Anh em mà muốn bảo dưỡng cấu hình bộ nồi Thái chiếc AB125 thì ghé ủng hộ bên độ xe Việt Nam nha, mình sẽ làm cho anh em bộ nồi ưng ý ha, chạy bền nhẹ xe. Rồi chào anh em. Chào anh em AB125, giới thiệu với anh em cấu hình làm bộ nồi Thái. Xe này mình sẽ đi phun bộ nồi Thái vô xe luôn. Thì đầu tiên mình sẽ khui cái bịch bi bando Nhật ha, cho phần chén bi nha. Đó, cấu hình này mình sẽ đi là Vinh của Thái luôn. Đó, bi bando Nhật cho nó bền. Rồi, tiến hành khui bi ra sẽ mới thành cho phần chén bi nha. Bi thì nó có hai chiều, anh em để cho đít nằm dưới, còn cái chiều ngọn nằm trên nha, đánh lên khỏi mòn bi của anh em. Rồi tiến hành là cho ba trượt mới vô phần cái tấm bên nồi nha. Rồi mình sẽ cho phần cái mỡ bò chịu nhiệt của phần cái rãnh bi đó, rãnh cái phần trượt á. Rồi anh em tiến hành là cho đều ba trượt mới vô. Rồi tiến hành là cho giúp mỡ bò chịu nhiệt của phần cái ác nồi, rồi cho ác nồi vô ha. Mỡ bò thì anh em cho một phần rất là ít nha, một phần rất ít thôi, không phải là rất nhiều nha, ít để nó chịu nhiệt thôi. Rồi tiến hành là cho phần dây cura vô, dây thì có hai chiều, anh để cho chữ nằm ngoài nha. Đó, mình đang coi chiều chữ của dây rồi mình cho vô. Rồi tiến hành là cho phần cái đặt nồi vô, tới lòng đèn lớn tới tán nồi trước nha anh em. Rồi tiến hành là bắn cái nồi trước, rồi mình tiến hành là cho phần cái bu ly nồi sau vô nha ha. Rồi tiến hành là bắn cái nồi trước, mình sẽ cho phần cái bu ly nồi sau vô nha ha. Rồi tiến hành là cho phần cái nồi sau vô phần cái chuông nồi về Vinh Thái bố nha. Đó, tiến hành là bắn cái nồi sau, tiến hành là bóc nồi và test cho anh em ha. Có bình lọc gió thì cũng giống mới luôn, lọc gió Vinh Thái nè. Đó, quá đẹp cho anh em ha, phun nguyên bộ nha. Đó, thì anh em mà muốn bảo dưỡng cái bình nồi tay ga thì ghé ủng hộ bên độ xe Việt Nam, mình sẽ làm đầy đủ cho anh em bộ nồi ưng ý nha, chạy bóc nhẹ xe bền êm ru nha anh em ha. Test nhẹ chiếc AB105 mới làm mà phun bộ nồi bên độ xe Việt Nam ha, bao nhẹ cho anh em ha. Đó, chính nhẹ lên đi phun vũ xe là phần bộ nồi Vinh Thái chạy bao bền vũ xe luôn. Đó mình test nhẹ vào bộ nồi mình giao xe vũ xe ha. Nó có mình bộ nồi phun Thái nha. Đó, chạy bao nhẹ ha. Vũ xe yêu cầu là mạnh bóc bền nha, êm ru nha. Đây là phun nồi Thái luôn. Đó, rất giọt ha. Quá đã. Quá giọt cho anh em nha. Cấu hình này thì mình đi phun cả phần nồi trước nồi sau vũ xe luôn nha, không có đi phần nha. Quá giọt ha. Quá đã. Êm ru nhẹ nhàng nha ha. Đó, phun có bình bộ nồi Vinh Thái nha, mình dạo vài vòng để cho anh em tham khảo bình nồi Thái rồi mình tư vấn cho anh em. Đó, có bình phun Thái à, bao lực cho anh em đó, rất nhít nhẹ rất là nhanh nha. Đó, anh em AB110, 125, 150, 160 muốn làm nồi thì ghé ủng hộ bên độ xe Việt Nam nha, mình bao làm cho anh em. Đó, có bình bộ nồi phun Thái rất giọt ha. Đó, quá giọt ra, êm ru nhẹ nhàng, quá mạnh. Đó, phun Vinh Thái của bộ nồi chiếc tay ga nha. Đó, rất là giọt cho anh em ha. Đó, phun Vinh Thái nha, chạy rất bền nha, bóc cho anh em. Quá giọt cho anh em ha. Đó, test nhẹ cho anh em ha. Đó, quá đã. Đó, quá ok. Chiếc AB125 của anh trai đến từ 59V3 nha.